Chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình xin làm video này giới thiệu đến các bạn là cái phần mềm Corel Draw X6. Thì ngày hôm qua mình đã hướng dẫn cho các bạn là cài đặt phần mềm Corel Draw. Thì hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn những bước cơ bản nhất để chúng ta thiết kế in ấn làm sao đạt hiệu quả và đúng theo yêu cầu trong thực tế. Thì ở đây tôi xin giới thiệu đến các bạn là tôi tên là Nguyễn Trọng Hiển. Thì nếu như các bạn thấy kênh này của tôi hữu ích thì các bạn hãy vui lòng đăng ký và ủng hộ kênh của tôi bằng cách subscribe. Và nếu như các bạn thấy hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy tắc để thiết kế một file đúng nhất, đáp ứng trong công việc cũng như là trong nghề nghiệp của các bạn. Thì để làm được điều đó thì các bạn hãy nhớ cho mình trong phần thiết kế có hai phần rất là quan trọng để chúng ta phân biệt được, đó chính là màu sắc, sản phẩm đẹp hay không quyết định lên tất cả. Thì để làm được điều đó thì các bạn hãy ghi nhớ cho mình hai trường hợp, đó là phân biệt cho mình hai loại màu, đó là chúng ta sẽ vào trong phần là file và chọn new. Thì ở trong đây là một bản create new document, là chúng ta sẽ tạo một cái file mới. Thì ở đây tôi sẽ đặt tên là thiết kế đồ họa. Thì để hướng dẫn cho các bạn là hiểu được cái bước đầu tiên, hiểu được và thực hiện đúng thì tất cả các bước còn lại thì các bạn sẽ làm đúng. Bước đầu các bạn thiết lập sai thì các bước còn lại là các bạn sẽ dẫn đến là sai thôi. Thì ở đây là name, là tên của dự án mình cần làm, đó là mình phải đặt một cái tên để chúng ta ghi nhớ được cái file mà chúng ta cần làm là file nào. Thì ở đây ở mặc định đó là cách tâm của phần mềm Corel Draw, và ở đây là size. Thì chúng ta sẽ thấy cái hộp thoại ở đây, click vào đây thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái size mà phần mềm đã cho chúng ta sử dụng. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là A3 và A4, A5, A6 gì đó, thì tùy theo mọi trường hợp mà chúng ta sử dụng cho hợp lý. Thì ở đây tôi sẽ chọn là A3. Và các bạn nhìn ở phần width và phần height thể hiện là chiều ngang và chiều cao. Thì trong phần width và phần height này chúng ta sẽ xả cái hộp thoại này xuống và chúng ta sẽ nhìn vào đây có tất cả những cái đơn vị đo lường. Thì đơn vị lớn nhất ở đây là in và đơn vị nhỏ nhất đó là milli và centi, và tất cả ở phần này đều là rất là quan trọng thưa các bạn. Nếu như các bạn không nắm được những cái phần này thì các bạn sẽ thiết kế những cái sản phẩm sai lệch thông số. Thì ở đây là milli là phần thiết kế dùng nhiều nhất, và centi là dùng cho nhiều nhất, và độ chính xác nó rất là cao thưa các bạn. Nếu như các bạn sử dụng và các bạn làm ở thực tế thì các bạn sẽ thấy nó sử dụng rất là nhiều. Thì ở đây các bạn nhìn thấy ở khổ giấy nó hiển thị ở đây khổ giấy là đứng và khổ giấy ngang ở đây. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là cái hồn của nó là nằm trong cái hệ màu. Màu sắc đẹp sẽ nên cái bản thiết kế đẹp, và kỹ thuật đẹp thì sẽ lên một cái gọi là cái bản thiết kế đẹp, là như vậy. Có nghĩa là tất cả chung hòa vào nhau. Thì ở đây là number by, là ở đây là trang, số trang. Thì mặc định của Corel cho chúng ta đó là một trang, thì chúng ta muốn làm hai trang thì chúng ta nâng lên thôi, không có gì cả. Nhưng ở đây tôi muốn nói đó là
chúng ta chọn một cái hệ màu trong in ấn đúng nhất và chính xác nhất mà tất cả mọi người, tất cả các doanh nghiệp hay là các bạn đi đâu đi chăng nữa thì cũng sử dụng một hệ màu trong thiết kế, đó chính là CMYK nha. Còn RGB này không phải dùng để thiết kế in ấn nha, dùng để vào những công việc khác. Thì ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn là in ấn thì tôi chỉ nói đến là CMYK thôi, tôi không có nói đến là RGB. Thì trong cái hộp thoại như thế này đây, chúng ta sẽ thiết lập nó như thế này, cơ bản như thế này, thì chúng ta sẽ có được một cái file chuẩn và chính xác. Thì ở đây tôi sẽ làm một cái kích thước, gọi là tôi sẽ chọn vào đây là centi cho cái đơn vị nó dễ nhìn. Thì tôi đã thiết lập xong cái file này và tôi chọn là ok. Chúng ta được cái giao diện như thế này. Giao diện như thế này là một cái giao diện để cho chúng ta thiết kế. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn những khái quát về cái kỹ thuật. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái khái quát về kỹ thuật tạo một file đúng theo yêu cầu trong thực tế. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là áp dụng trong thực tế cả. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn và nói rõ những kỹ thuật cần thiết nhất khi mà chúng ta tạo một file để thiết kế. Thứ nhất là chúng ta phải lưu ý đến hệ màu và đơn vị đo lường là cái điều quan trọng nhất, cái bước đầu tiên mà chúng ta đã tạo một file mới. Thì bài hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi, và hãy đăng ký kênh của mình để nhận những video chia sẻ trước nhất. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của phần này. Thân ái chào các bạn.